khách yêu cầu là cơm dẻo dẻo, ngọt ngọt, béo béo. Chúng tới Bình, từ Bình Tân mà chạy lên tới đây mà ăn có ăn trái mà sao đã thèm uổng công hả chị? Ơi, mới thăm bầu xong người ta nói hết tiểu đường mà mới dám ăn đây nè. Dạ hả? Chồng mới cho ăn á. Dạ. Không có cho ăn đâu. Đúng rồi. Ăn liên khúc vì tiểu đường hả? Đó, ăn bầu mà. Mới khám xong thành công mới cho ăn nè. Mới chạy tới đây. Rồi ăn rồi nó lại đường, nó lại sao? Lại nữa. Dính, vậy mua trái dính. À. Tiền quá mới chịu đúng không? Rồi. Nhưng thời gian chờ đường nó ổn phải ăn tiếp. Mấy bữa làm biếng mua mấy vụ ở trên Gò Vấp được không à? Cái gì ở Bình Tân cho mua gì xa chứ hả? Bình Tân có mua, Bình Tân thì chạy qua Gò Vấp hả? Gò Vấp. Bữa tết nó không có muối luôn hả? Học ra lép rồi. Bầu ơi. Bầu ơi. Bầu. Học lép rồi thôi. Muối này béo đậm hơn này. Rồi. Có cái đông mà ngon á. Không giống ăn nhiều à. Bầu bầu liều thiệt á chứ. Mới vừa đi ăn sầu riêng mà tới nỗi tan đường. À bây giờ thử máu xong rồi nói chồng chở ra phải mua ăn mới được. Không liều được. Hả? Trước ăn đường cả tháng. Dạ. Đi khám lên đường. Dạ. Bầu mà thầy mày làm sao mà ngăn cản. Dạ. Anh đó, có rất nhiều khách nước ngoài ghé, nhiều lắm, nhiều khách nước ngoài ghé thưởng thức lắm. Chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của em nha. Hiện tại là em đang đứng tại địa chỉ 415 Cách Mạng Tháng 8 là phường 13 quận 10. Ngay chú bữa sầu riêng hiếu nghĩa cô chú anh chị và các bạn ơi. Vợ Thanh bữa nay bận đồ ràng ri quá. Ngồi buồn đếm lá rơi à? Hay là ngồi buồn đuổi rùa chơi hả? Cô chú anh chị và các bạn xem video nếu thấy hay có thể là like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ giúp em nha. Bữa nay giá sầu riêng như thế nào Trúc? Bữa nay sầu riêng nhiều quá hả? Dạ. Miền Đông thì 90 với 101. Ờ. Cơm thì 320. Miền Tây thì cơm 350. Giá trái 120. À dạ hả? Còn Thái thì 130. Thái là 130. Thái bữa nay chín chưa? Thái chín rồi. Dạ, Thái có Thái chín rồi. Dạ, sáng giờ bán Thái của bộ mà. À dạ hả? Đó, cô khách đang đứng chờ, đứng hỏi thăm trước nè. Ở đây là ri miền Tây nè, cô chú. Quá trời là ri luôn. Hôm nay sầu riêng chắc như núi. Cơm chao hả? Cái này thôi. Còn đó cháu luôn, ăn cái muối nó không
dẻo dẻo lắm. Chao là chín quá. Khách thích ăn trái chín quá luôn á, chao á, cơm chao. Cơm chao là nó nhẵn đó nha. À, cơm vàng nhưng mềm ngọt. Kiếm cái nào chín nhiều đi. Dạ là làm trái nữa. Chị kêu nửa ký, cái này gần nửa ký thôi. Chị kêu nửa ký á. Kiếm cho chị trái nữa đi. Chứ bao nhiêu đâu ăn đủ. Tiếng đồn mấy cờ chị kia mua bao nhiêu về ai ăn nghe điện ít quá về người muối chưa được muối nữa, nhà 4 người 5 người coi tới đi lát đi có trái nào tiếng không cho chị.
có hồi nó chín quá thì quá trời. Bởi vì mỗi khách có một cái sở thích khác nhau, có khách là thích chín vừa vừa, có khách là chín quá. Vừa lúc có nhiêu về mới công quá nhé. Đó. Nãy mình nhìn trái đây mình tưởng bô sinh kinh nhưng mà không phải. Quá cái này quá trời quá đất rồi yên luôn á. Hồi lai quay thì bé Tiên bán không được trái sầu riêng bởi vì lý do không cà thể. Bà Thanh có đi học một lớp tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung rồi đó, để về mình bán sầu riêng chứ. Nhưng mà khách nước ngoài vô quá trời quá đất mà. Khách thích ăn thái nhạo. Trái khui bằng trái miền Tây là khui liền. Vậy.
tiếng đòi, tiếng hung rồi đó. Vậy định chừng nào cô Thái chị? Sao chị đủ ăn cưa ra được cân muối hai muối à, kiếm trái bự bự á mua một lần đi lần khó. Thử cộng giác coi thì nó chín hay chưa. Trái cho riêng miền Tây nhưng mà đúng là trái cho riêng miền Tây. Nghĩa là hết sầu riêng miền Tây chín rồi hả Trúc? Dạ, bây giờ là còn miền Đông hả? Dạ. Miền Đông với Thái hả? Dạ. Bây giờ mới thấy với khách cứ coi được trái Thái đó. Giờ chín tới luôn ạ. À. Giờ chín tới luôn hả? À.
Vui mà đố. Thái hồi xưa Thái. Qua này cái chiêu bữa không có tác dụng à, cái chiêu về rủ nhậu không có tác dụng à, trời ơi tiêu rồi. Còn hai học nữa mà. Bỏ đi nghe cho đẹp. Ôi sầu riêng Thái nữa nè, bán cho chị nè. Chị Hương ăn sầu riêng Thái nữa đó, khui thêm có sầu riêng bán ký không? Hơn 1 ký. Cơm hiện tại là 300